Tôi là Hai. Còn tôi là Tết. Kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình Thế giới số phát sóng hàng tuần trên VTC6 Sài Gòn Channel. Thưa quý vị và các bạn, thế giới công nghệ trong tuần qua đón nhận sự ra mắt của nhiều sản phẩm công nghệ mới như Facebook Home của Facebook, mạng xã hội Genie của VNG và một số sản phẩm smartphone của các nhà sản xuất Nhật Bản. Tuần qua, một thông tin cũng gây sự chú ý của người dùng, đó là sự giảm giá bán của một loạt sản phẩm tablet chạy Windows 8 và Windows RT do Windows Blue sắp được phát hành. Cùng với đó là việc iPad giảm giá, báo hiệu cho loạt sản phẩm mới có thể sắp xuất hiện. Nào, còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy đón xem những thông tin cập nhật của Thế giới số kỳ này. Bản tin Thế giới số tuần này bao gồm những thông tin như sau. Sản phẩm smartphone của Sharp chính thức có mặt tại Việt Nam. Microsoft cung cấp Office 365 với giá ưu đãi cho thị trường Việt Nam. Microsoft thông báo ngừng hỗ trợ Windows XP vì không còn an toàn. Facebook giới thiệu giao diện Facebook Home trên di động. Google chuẩn bị ra mắt Nexus 7 thế hệ thứ 2. Cuba giới thiệu ứng dụng di động EQ Movin. Điện thoại di động bước vào tuổi 40. Khám phá việc cài đặt và sử dụng Office 365. Câu chuyện Hai Tết với chủ đề tương lai của nhà bếp thông minh. Hai Tết trả lời các câu hỏi liên quan. Chụp ảnh màn hình trên Windows 8. Liên kết hộp thư Yahoo với kho lưu trữ Dropbox. Thưa quý vị, tuần vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện của tập đoàn điện tử Sharp Nhật Bản đã trao giấy chứng nhận cho công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn, Sài Gòn Tel, là nhà nhập khẩu nhóm sản phẩm điện thoại di động thông minh của Sharp tại thị trường Việt Nam. Bốn sản phẩm được ra mắt bao gồm iCost Phone SH930W, SH837W, SH631W và SH530U với giá bán từ 4 triệu 900 ngàn đồng đến 11 triệu 900 ngàn đồng. Sài Gòn Tel chọn công ty MDV Distribution là nhà phân phối độc quyền và Greystone Việt Nam là nhà bảo hành và cung ứng các dịch vụ hậu mãi của nhóm điện thoại di động Sharp tại Việt Nam. Ưu điểm của smartphone Sharp đó chính là chất lượng và thương hiệu uy tín của hãng điện tử đến từ Nhật Bản, rất quen thuộc với người Việt Nam ở các sản phẩm điện tử gia dụng. Điện thoại của Sharp sử dụng hệ điều hành Android 4.1.1 nhưng được tùy biến giao diện và bổ sung những phần mềm dành cho doanh nhân như CamCard để quét danh thiếp và chuyển thành dữ liệu lưu trữ nhanh chóng, hay Cam Scanner để quét tài liệu và lưu trữ file văn bản. Cái dòng Sharp SH930 là cái dòng sản phẩm mới vào Việt Nam. Tuy nhiên thì cái mức giá của nó rất là hấp dẫn so với những cái điện thoại khác. Những cái điện thoại Full HD của Sony hay HTC đều có giá khoảng 16 triệu đồng trở lên, trong khi cái máy Sharp thì có khoảng 12 triệu đồng thôi. Trong xu hướng hiện nay, các loại sản phẩm điện thoại smartphone trên thị trường thì tôi thấy là Sharp nó có những ưu điểm như là nó là một siêu phẩm iCode với màn hình Full HD 5 chấm và nó có những cái tiện ích như là camera scan giúp cho các doanh nghiệp như tôi cần những cái bản scan về văn bản nó rất là lợi. Và thứ hai nữa là đặc biệt của nó là cái màn hình của nó giao diện là 5 chấm Full HD với một cái phiên bản là G-Code US là nó giúp cho chúng tôi là về trải nghiệm những hình ảnh rất là đẹp. Đó, cho nên tôi chọn cái sản phẩm Sharp này là sản phẩm của năm 2013 với để doanh nghiệp chúng tôi phân phối đến người tiêu dùng. Sharp nổi bật trong lĩnh vực điện thoại thông minh với 12 năm dẫn đầu thị trường điện thoại di động tại Nhật Bản và chiếm hơn 20% thị phần thiết bị di động tại đây. Trong thời gian qua, tại Việt Nam, ngày càng có nhiều người biết đến điện thoại Sharp và tự mua về sử dụng. Các diễn đàn, hội nhóm chơi điện thoại Sharp cũng xuất hiện nhiều. Lần ra mắt chính thức này sẽ giúp những người yêu thích điện thoại di động Sharp có thể mua được điện thoại chính hãng và được bảo hành, hỗ trợ chính thức từ các đối tác của Sharp tại Việt Nam. Thưa quý vị, chiều ngày 8 tháng 4 năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh, Microsoft Việt Nam đã tổ chức hội thảo chuyên đề nhằm cung cấp những thông tin liên quan đến bộ phần mềm văn phòng ứng dụng công nghệ điện toán đám mây Office 365. Vào cuối tháng 1 năm 2013, dịch vụ đám mây mang tên Office 365 của Microsoft được giới thiệu trên toàn cầu. Trong đó có thị trường Việt Nam, là một phiên bản Office mới của Microsoft. Office 365 tích hợp sâu với dịch vụ điện toán đám mây, thông qua các ứng dụng được cải tiến, trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn. Ngoài ra, bộ phần mềm này tối ưu hóa cho công nghệ cảm ứng, giúp người dùng có thể dễ dàng thao tác trên các thiết bị cảm ứng như máy tính bảng, smartphone. Tại Việt Nam có hai gói sản phẩm Office 365 được cung cấp, đó là gói Home Premium
và University. Gói Home Premium có giá bán 1 triệu 699 ngàn đồng, sử dụng trong một năm. Nhắm đến đối tượng sử dụng trong gia đình, một bản có thể cài đặt trên 5 máy tính, cả PC hay Mac, và 5 smartphone sử dụng Windows Phone, tiết kiệm khá nhiều chi phí. Gói University thì dành cho đối tượng sinh viên hoặc giáo viên, có giá bán là 1 triệu 499 ngàn đồng, sử dụng trong 4 năm. Một bản University có thể cài đặt trên 2 máy tính và 2 smartphone Windows Phone. Một trong những điểm thay đổi lớn lao đó là cái cách bán, cái cách triển khai cho người sử dụng đầu cuối, người tiêu dùng. Nó có cái thay đổi lớn. Thì thay vì ngày xưa chỉ cần mua một bộ Office và sẽ sở hữu vĩnh viễn, thì bây giờ Microsoft sẽ đưa ra một cái option, một cái lựa chọn nữa cho người sử dụng. Đó là mua cái bộ Office đó và sở hữu trong vòng 2 năm hoặc 4 năm và chỉ trả một cái giá rất là phải chăng. Và giá đó là giá đặc biệt cho thị trường Việt Nam, thấp hơn hết tất cả những thị trường khác. Và trong vòng 2 năm, tức là cái bộ đó là cho gia đình sử dụng cùng với nhau, hoặc là bộ 4 năm cho sinh viên, thì tính ra mỗi ngày người ta chỉ phải trả khoảng chừng 500 đồng cho tới 1.000 đồng tùy theo cái option. Và cái điều quan trọng là họ có được toàn bộ 7 cái sản phẩm của bộ Office Professional. Giá bán của Office 365 tại Việt Nam rẻ hơn giá bán chính thức của Microsoft từ 10 đến 20 đô la Mỹ. Sử dụng Office 365, người dùng được nâng cấp miễn phí khi có phiên bản mới. Người dùng cũng có thể dễ dàng chuyển đổi phần mềm này sang máy tính khác mà không lo về vấn đề bản quyền, do Office 365 được quản lý theo dạng tài khoản Microsoft. Việc kích hoạt hay hủy kích hoạt máy tính sử dụng Office 365 được thực hiện dễ dàng thông qua giao diện web. Chúng tôi có rất nhiều cái kênh phân phối online, kênh phân phối thông qua những cái nhà phân phối truyền thống của chúng tôi, phân phối thông qua những cái điểm bán lẻ. Thì chúng ta sẽ vẫn thấy một cái hộp để là Office 365. Và bên trong cái hộp đó nó sẽ không phải là cái đĩa để cài đặt nữa, mà bên trong cái hộp đó nó là một cái dãy 25 chữ số, nó là cái key. Thì khi người ta bắt đầu mở cái hộp ra, người ta lấy được cái key, người ta activate cái... người ta vô trang web, người ta activate cái tài khoản lên, thì lập tức người ta nó key vào, thì toàn bộ cái bộ Office sẽ được tải từ trên mạng xuống. Đối với tất cả những cái máy mà có bản quyền Windows chính thức trong bắt đầu ra xuất xưởng từ tháng 2 năm 2013, thì là cái image, toàn bộ cái image của cái bộ Office 365 đã nằm sẵn trong máy rồi, vậy khỏi cần phải tải từ trên mạng xuống. Và cái việc đó nó tốn khoảng nửa tiếng cho tới một vài tiếng đồng hồ tùy theo cái tốc độ mạng. Office 365 được phân phối thông qua các đại lý của Microsoft trên toàn quốc, hoặc có thể mua trực tiếp qua trang web của Microsoft. Người dùng cũng có thể dùng thử Office 365 miễn phí trong 30 ngày, theo hướng dẫn từ trang web office.microsoft.com/n-001/trai. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây Microsoft đã thông báo đến khách hàng về việc sẽ chính thức ngừng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ Windows XP bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 năm 2014. Như vậy, tính tới thời điểm đó thì chỉ còn một năm. Dù vậy, khoảng thời gian này cũng vừa đủ cho các doanh nghiệp Việt Nam dịch chuyển từ Windows XP hệ điều hành đã 11 năm tuổi sang hệ điều hành thế hệ mới để tránh các rủi ro gây ra gián đoạn kinh doanh hoặc phát sinh thêm chi phí điều hành vì các lỗ hổng bảo mật. Theo như thông báo, Microsoft sẽ không còn cung cấp sửa lỗi tự động, cập nhật hoặc hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến cho Windows XP. Điều này cũng có nghĩa là người dùng sẽ không nhận được bản cập nhật bảo mật giúp bảo vệ máy tính. Theo Microsoft, Windows XP là một trong những hệ điều hành phổ biến nhất trong lịch sử Microsoft, nhưng Windows XP không được thiết kế để xử lý những vấn đề hiện tại, chẳng hạn như thách thức gia tăng từ các cuộc tấn công mạng hay nhu cầu an toàn cho dữ liệu riêng tư. Xét về mặt công nghệ, Windows XP từ lâu nay đã không thể hiểu được các hệ thống phần cứng mới, đồng thời các phần cứng hiện đại cũng không thể phát huy hết ưu thế của mình trên một hệ điều hành đã lạc hậu. Để hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu thêm thông tin, Microsoft đã đưa ra trang web trung tâm nâng cấp Windows tại địa chỉ http://windows.microsoft.com/v-vn/windows/home. Các doanh nghiệp cũng có thể xem xét thông tin từ các nhà phân tích và khách hàng khác trong khu vực để tham khảo việc chuyển đổi lên hệ điều hành mới. Thưa quý vị, tại sự kiện công nghệ tuần trước, Facebook đã chính thức giới thiệu đến người dùng Android giao diện Facebook Home của mình. Không những giao diện thường thấy trên nền tảng di động của Google, giao diện Facebook Home tập trung nhiều hơn vào người dùng thay vì những ứng dụng cài đặt trên điện thoại.
Cuối cùng thì ngày hôm nay chúng ta cũng phải nói đến chuyện có chiếc smartphone Facebook hay không. Chính xác hơn, chúng ta sẽ bàn về cách biến một chiếc smartphone sử dụng Android sang một thiết bị chuyên dùng cho mạng xã hội. Cách chuyển đổi sang smartphone Facebook mà Mark Zuckerberg đề cập đến là sử dụng ứng dụng Facebook Home trên các điện thoại Android. Ứng dụng này khác với những ứng dụng thông thường ở chỗ là nó tập trung các tính năng dành cho mạng xã hội và quản lý chiếc smartphone để người dùng có cảm giác đang sử dụng một smartphone Facebook. Mục tiêu của Facebook là muốn người dùng luôn kết nối với Facebook để có thể khai thác quảng cáo trên đó. Ông Kevin Buden, một chuyên gia phân tích cho rằng Facebook Home sẽ không thất bại nếu có nhiều tính năng hơn nữa. Nếu họ không xây dựng cho Facebook Home nhiều tính năng hơn, chứ không chỉ có tính năng xã hội, thì Facebook Home cũng sớm bị lu mờ. Phản ứng của các ông lớn trong lĩnh vực công nghệ về việc Facebook Home trình làng cũng khác nhau. Google có vẻ lo cho hệ điều hành Android sẽ bị Facebook Home lợi dụng. Các ứng dụng Android sẽ không được sử dụng vì Facebook Home đã chiếm chỗ. Trong khi đó, Microsoft lại cho rằng cách làm của Facebook không có gì mới, chỉ bắt chước Windows Phone. Google đã kiếm tiền được nhờ vào quảng cáo trên các ứng dụng của mình. Họ đã đầu tư cho Android và cả phần cứng sử dụng Android. Nếu Facebook có ý định thay thế Android một cách khôn ngoan, họ sẽ không ngồi yên. Hiện tại, có những mâu thuẫn khá phức tạp giữa những tên tuổi lớn vì đụng chạm về quyền lợi. Nếu Facebook Home thay thế các chức năng trên Android, làm cho người dùng chỉ sử dụng được Facebook, những chiến lược kinh doanh nhờ vào Android của Google có thể không đạt được như mong muốn. Sắp tới, Google lại chuẩn bị tung ra máy tính bảng thế hệ thứ hai là Nexus 7, bán với giá thấp để cạnh tranh với các dòng máy của Amazon. Nhưng chính Amazon đã góp phần cho Android phát triển bằng các sản phẩm của mình. Theo Kevin Buden, trận chiến sắp tới trong lĩnh vực di động, dù là máy tính bảng hay smartphone, đó chính là trận chiến về giá bán thiết bị. Sự cạnh tranh ở những smartphone tầm trung đã mang đến kết quả là có thêm hàng tỷ người sử dụng smartphone. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người muốn sử dụng smartphone, muốn sử dụng Internet và mua thiết bị giá rẻ. Nhiều chuyên gia cho rằng Facebook Home cũng sẽ làm cho một hãng danh tiếng như Apple phải xem xét lại giá bán thiết bị của mình vì điện thoại dựa trên Facebook Home được bán với giá chỉ 99 đô la Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, theo hãng thông tấn Reuters của Anh, Google sẽ phát hành máy tính bảng Nexus 7 thế hệ thứ 2 dùng chip Qualcomm vào tháng 7 tới đây. Và Google cũng chọn Asus Tech, hãng sản xuất máy tính Đài Loan Trung Quốc, sẽ tiếp tục cộng tác với Google trong phiên bản Nexus 7 thế hệ thứ 2 này. Theo Reuters, Google dự kiến sẽ bán được 8 triệu máy tính bảng trong thời gian tới. Google muốn nhiều người dùng Nexus hơn, đồng nghĩa với việc quảng cáo trên Google được quảng bá rộng rãi hơn. Ngoài ra, điều này cũng giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển ứng dụng cho nền tảng Android của lập trình viên. Phiên bản Nexus 7 mới nhất sẽ được trang bị màn hình độ phân giải cao hơn, thiết kế viền màn hình mỏng hơn và dùng chip Qualcomm thay vì chip Tegra. Google và các công ty phần mềm dịch vụ khác như Amazon và Microsoft đã bắt đầu đi vào con đường tự sản xuất thiết bị khi người tiêu dùng ngày càng tiêu tốn thời gian trên các thiết bị di động nhiều hơn. Google dự kiến bán thiết bị mới với giá 199 đô la Mỹ, đồng thời hạ giá mẫu cũ hoặc định giá mới cạnh tranh hơn. Asus Tech sẽ tiếp tục cộng tác với Google để sản xuất Nexus 7 mới. Asus Tech đã sản xuất cho Google hơn 6 triệu máy Nexus 7 vào năm 2012.